người dùng đến website người lớn. Báo cáo được Tanabo công bố vào thứ bốn vừa qua đã chỉ ra các dạng lừa đảo trên TikTok hiện nay như điều hướng người dùng đến các website người lớn, mạo danh người nổi tiếng và dịch vụ tăng lượt thích. Theo dõi trên mạng xã hội này, theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ ăn cắp các video ghi vi lại hình ảnh nhiều phụ nữ mặc bikini, nhảy múa hay đang tập luyện thể thao từ Snapchat và Instagram. Sau đó, chúng sẽ điều hướng người xem đến các tài khoản Snapchat có chứa những hình ảnh không lành mạnh. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo sẽ khuyến khích người dùng đến các website người lớn tiktok cho biết mạng xã hội này đã xóa tất cả các tài khoản được đề cập trong báo cáo đồng thời kết hợp sử dụng công nghệ và báo cáo từ người dùng nhằm nhanh chóng xác định những tài khoản vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng tuy nhiên tiktok từ chối trả lời số lượng tài khoản giả mà mạng xã hội này đã gỡ bỏ